thấy rất vui mừng, tự hào và cảm thấy có trách nhiệm hơn. Thấy vô cùng tự hào vì một lần nữa UEH lại khẳng định được vị thế của mình. Tôi cảm thấy có một cái sự gắn bó, tin tưởng và hân hoan. Tôi cảm thấy lựa chọn về với đội ngũ USG là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi tin tưởng vào chiến lược phát triển này. Một cái chiến lược hết sức là đúng đắn, phù hợp với cái xu thế tất yếu trong cái xu hướng hội nhập quốc tế, cũng như xu hướng quốc tế hóa của các cái cơ sở giáo dục, đặc biệt là hệ thống đại học Việt Nam. Chúng ta đã đặt cái tham vọng từ trường top 1, từ trường đại học trọng điểm của Việt Nam trở thành một trường đại học đỉnh cấp trong khu vực Đông Nam Á. Và điều này nó cũng là ước mơ của tất cả những người dân trường trường đại học Việt Nam. Thách thức lớn nhất là làm sao mình sẽ đóng góp cái công sức nhỏ bé của mình với tư cách là giảng viên, với tư cách là một người phụ trách một cái đơn vị để hoàn thành cái những cái nhiệm vụ mà trong cái chiến lược đa ngành đa lĩnh vực và bền vững của trường. Làm sao để chúng ta vừa có thể duy trì được năng lực kinh tế độc lập, có những bài nghiên cứu công bố trên những tạp chí hàng đầu, mà chúng ta vẫn có khả năng để có thể nắm bắt được những cái tri thức, những cái kỹ năng mà thị trường ngày càng đòi hỏi đối với sinh viên chúng ta. Mỗi cá nhân sẽ trở thành một mảnh ghép trong bức tranh đại học đa ngành và bền vững. Vì vậy, mỗi mảnh ghép phải làm thế nào để có thể phối hợp cùng nhau, đồng lòng cùng nhau để tạo nên bức tranh đó. Tôi nghĩ thách thức của đại học UEH chính là sự đồng lòng và đoàn kết. Đó là con người, tài chính và công nghệ. Bởi vì chúng ta có một tập thể lãnh đạo và thầy cô giáo giỏi, tri thức giỏi, và cùng với kết hợp sự phát triển công nghệ hiện đại và tài chính bền vững, thì tôi nghĩ rằng là thì chúng ta sẽ đi đúng con đường này. Một cây lập cẳng nên non, ba cây cụm lại nên hòn núi cao. Nhìn từ góc độ một người cung cấp dịch vụ học thuật thì tôi nghĩ rằng thách thức lớn nhất ở đây là làm thế nào để hình thành một môi trường giáo dục số, mở, linh hoạt, liên thông và đặc biệt là thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời của mỗi thành viên trong cộng đồng US. Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm đem lại các cái dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho người học, người dạy, người nghiên cứu tại US với một sự am hiểu, tự tin và chuyên nghiệp. Luôn cố gắng phát triển bản thân để luôn kết nối, đồng hành và hỗ trợ người học với các nguồn lực trong và ngoài UEH, tạo cho người học cũng như là các đối tác những cái trải nghiệm tốt nhất khi học tập và làm việc tại UEH. Cố gắng là đưa cái tạp chí JABES tiếp tục ở những cái xếp hạng cao hơn, từ đó cộng đồng học giả trên thế giới sẽ biết về trường chúng ta nhiều hơn. Tôi nghĩ bây giờ không phải nói đến vấn đề niềm tin nữa, tại vì đương nhiên niềm tin đã được khẳng định, mà bây giờ chúng ta phải có một quyết tâm đoàn kết, cùng nắm tay nhau đi trên những con đường mà chúng ta đã có một chiến lược rất là bài bản, được chuẩn bị kỹ lưỡng và những bước đi vững chắc. Hy vọng rằng UEH với những bước đi vững chắc này sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao trong tương lai. Luôn nghĩ mới, quyết tâm làm thật và đề cao hiệu quả. Tôi luôn tin tưởng thầy cô viên chức sẽ nỗ lực cao trong học tập, trong làm việc, trong nghiên cứu, trong giảng dạy để đóng góp cho sự thay đổi mạnh mẽ của trường chúng ta, để cho sự phát triển của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đại học đa ngành bền vững. Ngoài ra thì mỗi tập thể khoa, phòng, ban, trường thành viên, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, của hội đồng trường, của ban giám hiệu, chúng ta phải có kế hoạch phát triển trên nền tảng tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược đã định, mà mỗi cái đơn vị thành viên chúng ta hoạch định, tổ chức thực hiện cái chiến lược phát triển đó và hỗ trợ với nhau cùng phát triển, không bỏ ai lại phía sau cả. Ngoài ra cũng có một cái tư duy cần phải nhấn mạnh, cái ranh giới giữa các khoa, giữa các bộ môn, giữa ngành nó sẽ mềm dẻo, không cứng nhắc, không đóng khung với nhau,
để tạo điều kiện chúng ta tận dụng nguồn lực một cách linh hoạt, một cách có hiệu quả nhất. Đảng ủy, hội đồng trường, ban giám hiệu sẽ lãnh đạo cái sự thay đổi này đi đến thành công. Xin cảm ơn.